Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa công cộng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung, văn bản mới nhất của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa công cộng như quyết định số 24 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và dịch vụ văn hóa công cộng khác trên địa bàn tỉnh. Văn bản số 3732 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa cơ sở tại địa phương. Bên cạnh đó, các học viên cũng được thông tin chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động văn hóa karaoke. Qua đó, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, phổ biến những kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, từng bước hạn chế những tiêu cực phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, đưa các hoạt động văn hóa, kinh doanh hoạt động văn hóa đi vào nền nếp, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.